Thưa quý vị, sức khỏe tâm thần là một phần quan trọng trong sức khỏe toàn diện đối với con người. Hiện nay, tỷ lệ mắc các căn bệnh về tâm lý, tâm thần được báo cáo trong nghiên cứu tài liệu đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên gặp các vấn đề về tâm lý, tâm thần, nhưng chỉ có khoảng 20% trong số đó nhận được sự hỗ trợ về y tế và điều trị cần thiết. Chị Nguyễn Minh Phương, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm việc tại một doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Là cô gái năng động, cá tính. Thế nhưng ít ai biết được chị đã phải trải qua một thời gian dài khó khăn chống chọi lại căn bệnh trầm cảm của mình. Vào khoảng năm 2016, khi mà mình hoàn thành xong cái việc học ở nước ngoài, bắt đầu về Việt Nam, thì mình có một cái công việc mới. Và đấy cũng là một cái môi trường rất là cạnh tranh. Mình luôn cố gắng làm thêm giờ này, dù mình luôn cố gắng nhận làm những cái nhiệm vụ mà khó hoặc là phức tạp. Sự thì mình rất là suy sụp. Mình đã có thời gian mà mình gần như là mình mất cái khả năng đi làm. Mình chỉ ở nhà thôi, rồi ở trong phòng. Đấy là cái khoảng thời gian mà rất căng thẳng của mình. Có lẽ là mình sẽ không thể nào mình quên được. Mình cứ để cái tình trạng như thế trong khoảng thời gian tầm hơn 3 tháng. Và mình đã đến rồi mình gặp các bác sĩ này, rồi cả các chuyên gia tâm lý nữa. Phải mất đến tổng thời gian là gần 1 năm. Bắt đầu mình cảm thấy là mình có được cái khả năng mình quay trở lại cái cuộc sống bình thường. Mình có thể đi làm, mình có thể tiếp tục duy trì các mối quan hệ. Theo số liệu thống kê, hiện tại có khoảng 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Điều đáng nói là nhiều người vẫn còn mơ hồ về căn bệnh này, khiến việc chẩn đoán sớm và điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn. Dấu hiệu của những người tổn thương sức khỏe tâm thần, tức là họ luôn luôn ở trong một cái trạng thái là bất an, lo lắng. Họ không còn hứng thú với cả những cái việc mà trước đây họ đã vốn là từng thích thú hoặc là từng làm. Thế đối với cả trầm cảm thì nó cũng sẽ có một số những cái dấu hiệu đặc trưng theo đúng cái bảng phân loại bệnh. Ví dụ như khí sắc trầm, tất cả các cơ ở trên mặt nó dường như là nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái rất là buồn và không thể nào vui lên được. Thứ hai nữa là có bị rối loạn về các cái nhịp sinh hoạt, là sinh học hàng ngày, ví dụ như là ăn ngủ. Thường tiếp cận của chúng ta bao giờ cũng như vậy, là sẽ cần phải có đánh giá bằng các cái trắc nghiệm tâm lý, bằng cái quá trình quan sát trực tiếp giữa cái nhà tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần đối với cả thân chủ, và bằng cái phỏng vấn quan sát lấy nguồn tin từ những cái bên liên quan. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ phải có một cái nhóm các cái chuyên gia ngồi gần như là hội chẩn với nhau ấy, và với từng các cái nhóm hành vi, cảm xúc hay là suy nghĩ đấy thì chúng tôi có những cái liệu pháp tâm lý hoặc là có những chương trình để giúp các bạn thay đổi lại. Với sứ mệnh góp phần nâng cao sức khỏe tâm thần, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các cá nhân và tổ chức, đặc biệt là trẻ em và trẻ vị thành niên, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt Pháp đã ra đời là cơ sở uy tín hàng đầu, tiên phong thực hiện các nghiên cứu và cung cấp dịch vụ ứng dụng về tâm lý, tâm thần học, ứng dụng tham vấn và trị liệu tâm lý. Những cái vấn đề về tâm lý, sang chấn tâm lý, cũng như là có những vấn đề trong tâm lý là cũng khá là nóng. Viện chú trọng vào vấn đề phòng ngừa. Chúng tôi sẽ chú trọng vào điều tra, khảo sát, đánh giá cái thực trạng về những cái sang chấn tâm lý của họ. Rồi từ đấy chúng tôi tiến hành đào tạo cho các cái đối tượng mà có thể gặp phải những vấn đề về tâm lý, như là ở trong nhà trường, như là trong các doanh nghiệp, trong các cái tổ chức kinh tế, các tổ chức sản xuất. Hiện nay, đơn vị này đang áp dụng thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực tâm lý học, tâm thần học, tham vấn trị liệu các vấn đề tâm lý ở trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, kỹ năng tư vấn tâm lý, kỹ thuật trị liệu tâm lý, trong đó mục tiêu chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các khóa về kiến thức, kỹ năng tâm lý, tâm thần cho các tổ chức của viện được xem là mang lại hiệu quả rộng khắp và góp phần tích cực vào mục tiêu sức khỏe tâm thần quốc gia. Mình là sinh viên của ngành quản lý giáo dục mới ra trường tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thì mình đã tìm học đến ngành giáo dục đặc biệt, muốn tìm hiểu những cái kiến thức cũng như là kỹ năng hơn. Và tìm hiểu thì mình có biết đến khóa học đánh giá PEPPA tại Viện Tâm lý học Việt Pháp. Khóa học ở đây đều là do những chuyên gia đầu ngành giảng dạy
nên là mình cảm thấy rất là tự tin. Đầu tư của chính phủ và mối quan tâm của xã hội trong lĩnh vực y tế và giáo dục về hiểu biết và hòa nhập, các chương trình cơ bản đối với sức khỏe tâm thần là quan trọng và hết sức cần thiết. Sự đầu tư này nên kết nối với các chương trình gia tăng nhận thức trong thanh thiếu niên và người trưởng thành để chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ những người xung quanh.